thịt lạc đà. Thịt này á, của con lạc đà, chứ không phải thịt bán ở trên Đà Lạt đâu nha, mà con thịt lạc đà là một loại thịt rất là tốt. À, lạc đà có phải là nó đi trên sa mạc không bà con, nhưng mà nó tốt lắm. Khi mà ta ăn được thịt lạc đà thì nó tốt vô cùng cho sức khỏe, nó tốt cho ai ăn thịt lạc đà vô cùng. Nhưng mà riêng có một số người, một số bệnh thế này, vui lòng không nên ăn thịt lạc đà. Bởi vì ăn thịt lạc đà vào, bệnh chúng ta lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi. Cho nên vui lòng đừng ăn thịt lạc đà bà con nhé. Những người không nên ăn thịt lạc đà là những người trẻ em, người lớn tuổi, say rượu, uống rượu, lỡ lét, nóng trong người, người tiểu nhiều, bí tiểu là vui lòng đừng ăn thịt lạc đà. Mặc dù ta biết tốt nhưng những người này không nên ăn, ăn và không chiên để ăn, không hun khói, không sấy khô, bởi nó rất độc hại. Thịt lạc đà nó tốt vô cùng, nhưng mà khi ăn thịt lạc đà là những người thế này không được ăn, không nên ăn vì nó độc hại và nó có hại cho mọi người. Là người lớn tuổi không nên ăn thịt lạc đà, trẻ em không nên ăn thịt lạc đà, say rượu, uống rượu, lỡ lét, nóng trong người, người tiểu nhiều, người bí tiểu là vui lòng đừng ăn nha bà con, vui lòng đừng ăn. Và vui lòng đừng chiên, là không nên chiên để ăn, không nên hun khói để ăn, không sấy khô để ăn, rất 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 là độc hại nha bà con. Để bà con nào ăn thịt lạc đà thì chú ý nha bà con, ăn thịt lạc đà chứ không phải Đà Lạt nha bà con ơi. Còn ngoài ra, thịt lạc đà nó tốt, thịt lạc đà nó tốt vô cùng bà con ơi. Thịt lạc đà là nó tốt vô cùng, nó tốt cho người ăn, thịt lạc đà nó tốt cho người ăn mà nó làm tốt được việc thừa cân, nó ổn định được việc thừa cân, béo phì, tim cái mạch tim mạch, sức cái mạch kiệt sức, loạn điện cơ, thiếu máu, tăng khả năng miễn dịch, hệ thần kinh, rồi cải thiện tiêu hóa, kích thích tuyến tụy, chống viêm, tốt ghê bà con ơi, nó tốt vô cùng bà con, nó tốt là vậy đó. Cho nên là thịt lạc đà nó tốt, nó không tốt là không nên chiên để ăn thịt lạc đà, không nên ăn hun khói, không sấy khô rất độc hại, và trẻ em không nên ăn, người lớn tuổi không nên ăn, say rượu, uống rượu, lỡ lét, nóng trong người, người tiểu nhiều, bí tiểu là không nên ăn. Còn ngoài ra, nó rất tốt, thịt lạc đà nó rất tốt cho việc người ổn định, tốt cho việc thừa cân, tốt cho việc béo phì, tốt cho việc tim cái mà tim mạch, tốt cho việc kiệt cái mà kiệt sức, loạn điền cơ, thiếu máu, tăng khả năng miễn dịch, hệ thần kinh tốt, tăng cường khả năng miễn dịch tốt, hệ thần kinh tốt, cải thiện tiêu hóa tốt, tốt cho việc kích thích tuyến tụy, tốt cho việc chống viêm, tốt vô cùng bà con ơi. Nhưng mà không phải tốt là chúng ta ăn bao nhiêu cũng được. Một tuần ăn không quá 400 gram, một tuần ăn không quá 400 gram, chia ra nhiều bữa trong tuần để ăn bà con ơi nha. Bà con ơi, kênh của chúng tôi một ngày nói về 4 video, có 4 video nói về đời sống và sức khỏe. Đời sống và sức khỏe, bệnh gì nên ăn gì, bệnh gì không nên ăn, không nên uống gì để giữ gìn sức khỏe cho mình. Vậy bà con có thấy được, vui lòng chia sẻ để mọi người cùng biết, vui lòng đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi, chia sẻ và đăng ký kênh bà con ơi, bà con giúp đỡ cho mọi người được biết, giúp đỡ cho chúng tôi, cảm ơn rất nhiều, xin chào.